Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Go. Sau khi trời mưa thì chị Tây Thy sẽ ra sao. Đây, trước mặt cả nhà đây. Mưa tạnh rất mát và khách lại đến ủng hộ chị Tây Thy rất là nhiều. Cả nhà thấy chưa? Đây là trước mặt cả nhà đấy. Rất là đông khách. Xe để bên đây. Đó. Bây giờ mình sẽ qua bên đó hỏi thăm ngang cả nhà. Cả nhà nào đồng hành với cô Ba Trân và cô Hai thì hãy ủng hộ những ly bắp rất là ngon nha. Đây, khán giả rất là nhiều đây. Cô Ba Trân về tất tần tật. Và gắn cái này lên các bạn ơi. Tại vì cô Ba sợ tạc á, kéo xuống bây giờ cô Ba sẽ đẩy lên. Thế là xong rồi, cô Ba lại tiếp tục làm nha các bạn. Đây, khách đang đứng đợi rất là nhiều. Mình sẽ xem cô Ba nha. Đây, cô Ba Trân đeo bao tay vô cho nó nhanh hơn. Trời đất ơi, có phải không nghe nói chuyện là rất dễ. Nó chơi á, qua liền đi thì anh kìa, qua đi bả đi, đem đến thở xíu. Quá trời có đấm quậy luôn. Ba quậy ba, ba quậy ba. Đây các bạn ơi, để ăn được một ly bắp của cô Ba thì rất là nhiều, rất nhiều cái công đoạn từ lột bắp, nước bắp, sau đó là cắt bắp. Cảm ơn em gái nhiều nha, ăn ngon ủng hộ chị nữa nha. Cảm ơn chị, ăn ngon với lại ủng hộ em nha chị. Mang chị ơi, để chút xíu nha, mang chị. Anh đẹp này nè. Để có đẹp em. Con mới chơi à. Lại có thêm một anh tới phụ nướng bắp nữa rồi chị Hai ơi. Có một anh tới phụ nướng bắp nha trời. Cảm ơn cả nhà nha. Mọi người luôn, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn anh chị quan tâm cho hai chị em của em nha. Like nữa anh Thực. Thấp 4G vào lại nữa. Một hộp không anh? Một hộp mà. Xin chào các bạn nha. Chưa ở nhà, không ở nhà, đòi theo bằng được. Này cái Sony con. Từ đây qua đây gần 20 cây số. Hiểu gì nó cái gì anh? Không nói để có đường tiếp chạy qua hả? Nó mình ngọt à. Nó hai à. Nước đâu mà nhiều vậy ta. Nét dữ. Cho bắp nhỏ lên. À, Mấy chị gộ. Mấy anh chị ơi đợi em nha mấy anh chị. Mấy anh chị ơi đợi em nha mấy anh chị. Mấy anh chị đang xếp hàng để mua bắp nướng của cô Ba Trân hay là Tây Thy. Có mấy anh chị đứng bên ngoài đợi ông xã mua về cho những trái bắp ăn đó các bạn ơi. Qua đây là một số người đang đứng bên ngoài nữa đây nè. Đấy. Mấy anh chị ơi, ăn có ngon với lại cái ủng hộ cho em nghe mấy anh chị ơi. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị ơi. Mấy anh chị ơi. Mấy anh chị ruột ăn có ngon ghé lại ủng hộ cho em mấy anh chị ruột. Mấy anh chị ruột. Khán giả nói nghe chị nói mấy anh chị ruột mà dễ thương quá. Hai ly bình thường nha, không biết. Cảm ơn mấy cả nhà, mấy anh chị ở trên trực tiếp YouTube luôn nha. Cảnh này mình đang quay lại sau cơn mưa nha các bạn. Cô Ba và cô Hai sẽ như thế nào đây? Khách mua nhiều chứ làm sao? Coi tài của cô chú đậu cho trong đó giùm con đi chú. Ăn 212 ăn đâu ạ? Cây bắp rất là vàng ơi nha. Bây giờ cô Hai với cô Ba cũng đỡ vất vả hơn, có người phụ các bạn. Hai chị em chỉ là còn một công đoạn cuối là cắt bắp và bán cho khách. Những trái bắp rất là ngon, vàng đều và ăn rất là, nói chung bắp ăn cũng rất bổ nha các bạn. Mình sẽ lại cô Hai, cô Ba để cho cả nhà xem cận cảnh. Ở này là xá xíu nè các bà. Như người mẹ nói có nghệ sĩ hài Gia Bảo. Để mình sẽ đến đây để mình tôm cứu. Anh Gia Bảo. Ra anh là trốn với anh Gia Bảo. Anh Gia Bảo ơi. Anh Gia Bảo đi đâu vậy? Anh Gia Bảo. Nó không có bằng cục nên mình thấy hơi bị kỳ. Mình nghĩ giờ sao bắt chơi. Bây giờ ở quận 7 với quận 4 gần mình tới rồi. Ở đây hôm nay là mình đi gia đình muốn ăn thử cho nên là chở mọi người tới đây. Không có quen cho nên là biết sắp hàng thì được thôi. Thì nghĩ là mọi người có thấy, mọi người cũng thấy cả mới về. Tại rất là sợ là đưa lên là trên mạng người ta nói là thấy bán đông rồi cứ tới đi quay hình thì mình ngại nó lắm. Thì mình cũng tính là tới đứng sắp hàng như bình thường như người khách thôi. Nói đến thì mình cũng làm cái chót. Đi với này thì nghe đồn là ngon lắm, mình cũng thích cái món này cho nên là tính tới ăn thử. Rồi hôm qua thấy mà cái thi ba đang ba khen quá đó cho nên mình tới đây ăn thử rồi sao. Đó, hy vọng mọi người ủng hộ cho mấy kia. Nói chung là các chị em buôn bán này rất là khó khăn thì bình thường nhiều lắm. Dạ. Cho nên dọc mọi người ủng hộ thật là nhiều. Chiều còn thấy mưa xuống là thấy là mấy kia mát có lẽ là khó khăn hơn bình thường. Tính là tới ủng hộ đơn giản như rồi chứ không vậy. Hy vọng là ủng hộ được nhiều nha. Thôi cảm ơn anh nha. Trời ơi anh nghệ sĩ hài Gia Bảo tới ăn ủng hộ chị Tây Thy. Vậy nghe chị Cát Thy nói rất là ngon đó bạn ơi. Anh Gia Bảo cũng tìm đến đây để ủng hộ nhưng mà không qua được cặp mắt của anh em YouTube. Thế là anh Gia Bảo đã lộ diện. Thế là anh Gia Bảo đã lộ diện rồi bạn ơi. Dạ rồi, sắp tới rồi đó. Mọi người em cực khổ thôi. Sao cực khổ? Thấy cực khổ không? Cực lắm. Cực đi ra mua ủng hộ bắp em cái má ơi. Trời đất ơi, dẹp. Cực là đi ra mua một bắp đông đông nhiều vô nha. Hãy cho chị em bán đắt, vậy em có tiền trả lương cho em. Dạ. Chị em trả em tới 30 tỷ lên. Ghê không? Trời đất ơi, nghe cái hết hồn, nghe cái tỉnh liền luôn.